ngoài con ngoan xuống quay clip. Đây là thời điểm lực lượng chức năng đang khống chế hai thanh niên ngồi trên một ô tô chở theo 6.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào tối 3 tháng 2 năm 2023. Hai nghi can bị bắt giữ gồm tài xế Nguyễn Tường Duy, 26 tuổi và người đi cùng là Trần Nhật Lĩnh, 23 tuổi. Cả hai cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Cả hai khai nhận đang trên đường vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Bến Tre tiêu thụ thì bị bắt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 3 tháng 2, cảnh sát giao thông phát hiện ô tô 4 chỗ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương có biểu hiện nghi vấn. Khi xe đến gần ngã ba quốc lộ 1 giao với quốc lộ 50 qua xã Phước Thạnh, công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Cùng thời điểm đó, do trên đường có rất nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nên xe 4 chỗ lao xuống mé đường và không thể tiếp tục di chuyển được. Hai thanh niên trên xe buông cửa bỏ chạy thì bị cảnh sát khống chế bắt gọn. Qua kiểm tra, trên ghế sau và cốp xe có 9 bao tải chứa 6.500 bao thuốc lá ngoại nhập, nhãn hiệu Coast và Jet. Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ Nguyễn Tường Duy và Trần Nhật Lĩnh cùng tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.